Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã bớt chút thời gian quan tâm cũng như theo dõi kênh YouTube của Nhân Long Audio. Vâng, clip ngày hôm nay em xin test chất âm của đôi loa BMW 702 Signature với siêu âm ly Maxitot MA9000. Mời các bác cùng trải nghiệm chất âm của bộ đôi sản phẩm này. Trên phố bước chân em lẻ loi chờ anh đến chốn mơ xa nhà bóng mây nơi chân trời không ngày tháng phiêu du quên đường về đặt tên dấu chân anh trong đời tôi giọt mưa kia đã xóa tan bóng hình anh còn đây nước mắt hóa chung niềm nhớ nhung trên con đường xanh màu lá đã quen dấu chân người lẻ loi bước chân em đi về đâu trời với em bước qua bao con đường xưa nơi trên phố bước chân em lẻ loi chờ anh đêm trôi mơ xa nhà bóng mây nơi chân trời không ngày tháng phiêu du quên đường về đặt tên dấu chân anh trong đời tôi giọt mưa kia đã xóa bóng hình anh còn đầy nước mắt hóa chung niềm nhớ nhung trên con đường xanh màu lá đã quen dấu chân người lẻ loi bước chân em đi về đâu trời với em bước qua bao con đường xưa nơi ta chân em trong chiều mưa tiếng mưa buồn rơi.